Tại buổi làm việc về các công trình điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Công Thương báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư một số dự án điện với ước tổng vốn đầu tư khoảng 535 tỷ đồng. Dự kiến các công trình dự án sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 gồm lưới điện nông thôn ở huyện Châu Đức và huyện Sương Mộc, ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản thống nhất đầu tư điện nông thôn theo phương thức vốn ngành điện đầu tư phần đường dây trung thế đấu nối giống ngân sách hỗ trợ đầu tư lưới điện hạ thế. Riêng các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, chủ đầu tư dự án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống lưới điện trong hàng rào dự án. Công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư lưới điện trung thế đấu nối đến hàng rào dự án. Đối với việc đầu tư ngầm hóa lưới điện, ưu tiên đầu tư theo thứ tự thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Về nguồn vốn giải đầu tư các công trình dự án sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Ông Lê Tuấn Quốc giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và các ngân hàng nhà nước đề xuất hợp tác thống nhất phương án số tiền dây tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình tỉnh ủy xem xét cho ý kiến.